Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 1 tháng 9, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, khối tài sản nhiều tỷ đô la Mỹ của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu. Cho đến nay, đang là tâm điểm của dư luận và là thách đố đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vì họ chưa có giải pháp thỏa đáng để thu hồi triệt để như thông tin đã đưa trong các bài trước vợ chồng phúc thu đã nhờ những người thân đứng tên khối tài sản khổng lồ này bùi thị thu hà tức vợ của thiếu tướng đàm thanh thế anh em đàn mẹ ông phúc hiện nay ông thế đã viết đơn xin ly dị bà hà nguyễn thị thúy duyên và nguyễn thị ánh linh con gái đầu và thứ hai của nguyễn quốc dũng anh trai nguyễn xuân phúc vũ trí hùng con rể và vũ trí kiên thông gia Hiện nay Hùng đã ly dị Nguyễn Thị Xuân Trang, nhưng ông Phúc có xin Hùng tạm thời qua lại cho các cháu con của Hùng và Trang khỏi sóc. Và đây là hình vợ chồng Phúc và Thu. Không dừng lại đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tìm ra thêm một đầu mối đứng tên tài sản cho vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Đó là Đặng Huỳnh Ức Mi, ngày sinh ngày 12 tháng 12 năm 1981 tại Sài Gòn quê quán Hải Nam, Trung Quốc, chồng là Trương Hồng Quân. Đặng Huỳnh Ức Mi tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh và tài chính tại Đại học Preston, New Zealand. Năm 2006, khi mới 25 tuổi, Ức Mi đã nắm giữ chức vụ phó giám đốc điều hành, phó tổng giám đốc thường trực công ty cổ phần Thành Thành Công. Đến tháng 7 năm 2009, khi mới 28 tuổi, Ức Mi trở thành nữ tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong tập đoàn Thành Thành Công. Hiện nay, ức My là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm người đại diện pháp luật của công ty này. ức My được Tình báo Kinh tế Hoa Nam tuyển chọn năm 2015, khi đó My mới 35 tuổi, và đây là hình Đặng Huỳnh ức My. My được tiếp cận với gia đình Nguyễn Xuân Phúc, thông qua cha mẹ là doanh nhân Thành Đạt Huỳnh Bích Ngọc và Đặng Văn Thành. Người được mệnh danh là đại gia ngân hàng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank liên tục trong 18 năm. Tuy nhiên, năm 2014, Sa cầm bằng đã bị gia đình ông Trầm B thao tóm và sát nhập vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam. Chính sự liều lĩnh này đã dẫn ông Trầm B và các thành viên thân hữu vào con đường lao lý đầy chông gai, để từ đây gây ra những ân oán hận thù dai dẳng giữa gia đình Trầm B và Đặng Văn Thành, mà đạo diễn chính đứng sau hệ lụy này là Nguyễn Xuân Phúc. Cần nói rõ thêm, Đặng Văn Thành và thân Đức Nam là hai nhân vật đắc lực dùng tiền của chạy chức cho Nguyễn Xuân Phúc từ một gà què lên lọc định ký. Ngoài ra, lúc Nguyễn Xuân Phúc đang làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thì Nguyễn Thị Minh Kỳ sinh năm 1970, quê quán Quảng Ngãi, hiện là chủ tịch công ty cổ phần ô tô Đô Thành, cung phụng vợ chồng Thu và Phúc như con phụng dưỡng cha mẹ. Từ cái tâm đến đôi tất, quần áo lót của gia đình Thu Phúc Bà Kỳ đều đi Nhật mua sắm. Bà Kỳ cũng là trung gian dẫn đặng Văn Thành đến gặp vợ chồng Thu và Phúc và suối bà Thu mua cổ phần của công ty Sacombank. Thu cho em trai Trần Công Tấn đứng tên. Tấn là chủ nhân của các đập thủy điện sông Tranh 1 và 2. Vì siêu lợi nhuận mà bỏ qua các yếu tố kỹ thuật an toàn cho người dân, gây ra thảm họa môi trường và cản trở các hoạt động của dòng hải lưu làm thiệt hại đến nền nông nghiệp của đất nước. Nguyễn Thị Minh Kỳ còn có em trai Nguyễn Văn Cụ là thành viên hội đồng quản trị Sacombank và là đệ tử thân tín của Đặng Văn Thành. Cụ từng là thành viên hội đồng quản trị độc lập Sacombank từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2017 và là phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Bản Việt từ ngày 24 tháng 5 năm 2010 đến ngày 28 tháng 9 năm 2012 hiện nay nguyễn văn cựu là chủ tịch tập đoàn đô thành đặng văn thành là người giới thiệu cũng là chủ hôn cho vũ trí hùng và nguyễn thị xuân trang cưới nhau ông thành cũng đứng tên hai căn biệt thự tại hoa kỳ cho nguyễn xuân hiếu tức con trai thứ hai của vợ chồng thu và phúc hiếu được mệnh danh là hoàng tử ngũ lười qua hoa kỳ du học nhưng hiếu cứ cầm sách là ngủ đến lớp là ngáy như sấm cho nên thành phải sang hoa kỳ chuyển trường cho hiếu hai lần trường tư do người Hoa điều hành nên Thành xin được bản điểm tốt cho Hiếu. Quay trở lại với Đặng Huỳnh ức mi. Bà My không chỉ đứng tên tài sản cho vợ chồng Phúc và Thu, mà còn dùng tiền dơ bẩn đó trực tiếp kinh doanh, tạo lợi nhuận cho gia đình này. Năm 2019, Phúc công khai nhận ức My làm con nuôi. My hiện nay tập trung kinh doanh mía đường, giáo dục, y tế, bất động sản, chứng khoán. Hiện nay gia đình Đặng Văn Thành đang mâu thuẫn trầm trọng vì Đặng Văn Thành yêu cầu con gái rót tiền cho anh trai Đặng Hồng Anh và em trai Úc Đặng Huỳnh Thái Sơn. Nhưng ức mi nhất quyết không thực hiện nhằm giữ uy tín với gia đình Nguyễn Xuân Phúc. Theo thông tin nội bộ từ gia đình Đặng Văn Thành, thì Nguyễn Huỳnh ức mi đang nắm giữ khoảng 2 tỷ đô la của vợ chồng Phúc Thu. Và đây là hình Đặng Văn Thành trong lễ đính hôn của con gái Nguyễn Xuân Phúc. Trong một đất nước kém phát triển, hàng triệu người dân Việt Nam còn khổ sở, không đủ tiền điều trị y tế, hàng trăm ngàn người phải đi vượt biên hoặc lao động xuất khẩu mỗi năm, với ước mong đổi đời để nuôi sống cho gia đình. Vậy mà đại gia đình Phúc và Thu tìm mua ngàn phương thức, bòn rút ngân khổ, cướp của nhân dân, lợi dụng hệ thống tư pháp, non pháp và hàng kém để tạo nên những bất công cho xã hội nhằm thu lợi bất chính và xây dựng quyền lực. Điều nguy hại hơn nữa là không chỉ một cá nhân sử dụng quyền lực chính trị để hà hiếp người dân yếu thế, trả thù cá nhân, mà tư tưởng tội ác đó được tôi luyện như một bản năng bền vững nói truyền qua các thế hệ. Từ anh trai Nguyễn Quốc Dũng, Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng, em vợ Trần Công Tấn, ông chủ đứng sau điện lực Sông Tranh 1 và 2, con rể Vũ Chí Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế, và bản thân nguyên thủ tướng chính phủ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dọn đường cho cả thế hệ con cháu là nguyễn xuân hiếu hiện là phó bí thư tỉnh đoàn bắc giang một kẻ bất tài vô dụng tưởng chừng phúc và thu chỉ tham lam ngu dốt nhưng vợ chồng này còn làm nhiều chuyện trái luân thường đạo lý như lừa thầy phản bạn gắp lửa bỏ tay người chỉ đạo bắt kết án oan sai nhiều cá nhân và doanh nghiệp như đinh ngọc hệ tức úc trọc Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, Trầm Bê, Trần Bắc Hà. Từ cổ chí kim, chưa một bảo chúa tàn ác và ngu dốt nào có kết cục có hậu. Cuối cùng số phận cũng bạc bẽo. Cái chết của Gaddafi, Saddam Hussein là bài học điển hình về luật nhân quả. Vì vậy, Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu với bản tính tham lam, tâm địa độc ác sẽ không thể tránh khỏi quy lực ác giả ác báo càng mưu mô, mô nham hiểm thì càng nhận được cái kết cục bi đát và bất ngờ quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tình những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của nguyễn xuân phúc thâu tóm hay chia sẻ quyền lực sẽ là lựa chọn để cầm quyền trong thời gian tới của ông tô lâm ngày 29 tháng 8, afa tiếng việt bình luận ông tô lâm và những toàn tính nên thâu tóm hay chia sẻ quyền lực. Theo thông báo sau phiên họp bất thường thứ 8 của Quốc hội khóa 15 diễn ra ngày 26 tháng 8, Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước vào tháng 10 tới, theo nghị quyết của Trung ương đảng. Điều đó có nghĩa việc thâu tóm quyền lực cho đến đại hội 14 diễn ra vào năm 2026 của ông Tô Lâm sẽ khó thực hiện. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức cho rằng ông Tô Lâm sẽ tham dự kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc vào ngày 10 tháng 9 tại New York. Có thể ông sẽ thăm tòa Bạch Ốc hoặc có bài phát biểu trước quốc tế. Muốn như vậy, ông cần phải có chức danh là nguyên thủ quốc gia, chứ không thể chỉ là người đứng đầu đảng. AFA cũng dẫn ý kiến Nguyễn Tiến Trung từ Đức cho rằng ông Tô Lâm sẽ đi vào lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam khi là người đầu tiên gặp cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với tư cách là vừa đứng đầu đảng, vừa đứng đầu nhà nước. Có như vậy thì theo ông Trung, cái thế của ông ấy càng được mạnh hơn. Không cùng suy nghĩ với hai quan điểm nêu trên, AFA dẫn lời ông Lê Anh Hùng, một nhà quan sát chính trị từ Việt Nam nói rằng, ông ủng hộ việc nhất thể quá hai chức danh, tổng bí thư và chủ tịch nước nếu ông Tô Lâm chấp nhận mở rộng các không gian sinh hoạt dân chủ cho nhân dân Việt Nam, thì việc gặp hai cái chức danh nhất thể quá Tổng bí thư đảng và Chủ tịch nước là rất cần thiết. Và đây là hình tân Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình. AFA cho biết kỳ họp quốc hội bất thường vừa qua cũng đã chọn ra ba Phó Thủ tướng mới, thay thế vị trí trống của những người tiền nhiệm đã bị mất chức vụ do dính díu tới các vụ án tham nhũng hoặc chuyển công tác luật sư đại nhận xét, những lãnh đạo mới không đủ khả năng để ngồi vào ghế phó thủ tướng, nhưng là người thuộc phe ông Tô Lâm. Nếu như những người như ông Vũ Đức Đam hay ông Phạm Bình Minh còn ở lại, thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghe lời ông Tô Lâm. Còn những phó thủ tướng mới thì tôi cho rằng đều là những người thuộc phe cánh của ông Tô Lâm. Ông ấy muốn những người này làm theo những gì mà ông muốn, chứ không phải làm theo những gì mà chính phủ hay người dân muốn. Theo luật sư Nguyễn Văn Đại, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình từng bị chỉ trích rất nhiều liên quan đến các vụ án tử tù oan, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải đã khiến ông Bình mang tiếng xấu cho chính bản thân ông ấy, cũng như ngành tư pháp của Việt Nam. Và đây là hình tân chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí. AFA cũng cho biết, việc ông Lê Minh Trí vừa được bầu giữ chức chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thay ông Nguyễn Hòa Bình, khiến nhiều người nuôi hy vọng rằng vụ án hồ duy hải sẽ sớm được lật lại trong số này có ông lê anh hùng trước kia khi là viện trưởng viện kiểm sát ông trí đã lên tiếng bày tỏ sự binh vật đối với các trường hợp án oan thì bây giờ khi ông ấy ở cương vị mới chúng ta có quyền hy vọng đồng thời với ý kiến của ông hùng luật sư đài nhận định ông lê minh trí nên có những hành động cụ thể để minh chứng những kiến nghị của mình về vụ án hồ duy hải là đúng chính bản thân ông đã phát hiện ra những cái sai cơ bản nhất trong vụ án Hồ Duy Hải. Ông đã liệt kê đến gần 30 điểm sai trái trong cái bản kiến nghị và ông ấy cũng phải chứng minh rằng cái bản kiến nghị của ông ấy là đúng và chính xác. Còn nếu như không làm được điều đấy thì ông ấy thừa nhận là cái việc kiến nghị của ông là sai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Thầu tóm hay chia sẻ quyền lực sẽ là lựa chọn để cầm quyền trong thời gian tới của ông Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.